Chào các bạn, video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách sửa thuốc lá điện tử Vapmode. Thì trên tay mình đó là cái Vapmode của hãng Snowwolf, có nghĩa là mình tạm dịch đó là sói tuyết ha. Đây là một trong những hãng nổi tiếng nhất trên thị trường thuốc lá điện tử Vape. Như đây mình có một số thông tin như cái này Snowwolf nè, cái hãng của nó à. Tạm mình tạm dịch là sói tuyết ha, Snow tuyết á, Wolf là cho sói. Còn đây là đa phần á, là cái này mấy cái này á, giá thành nó cao hơn tất cả các Vapmode trên thị trường á. Thì cái này nó xuất xứ, đa phần nó xuất xứ ở Mỹ mà cái nhà máy của nó đặt tại Trung Quốc ha. Đây là một loại Vape có khả năng sạc được. Thì đây là một cái thân máy Vape ha. Thì cái nắp phần sau đó là nắp pin. Nè, nó có một số nam châm để mà hít vô để đóng cái nắp lại. Đồng thời đi kèm cái Vapmode này á, nó sẽ có hai cục pin ha. Ở đây mình thấy nó đây là hai cái cell pin 18650 thông thường thôi. Và thấy nó bên ngoài ghi cờ Mỹ ha, cái này pin pin thang máy ha. Thì chắc là bên cái hãng này á, nó đặt bên nhà máy Trung Quốc nó làm, nó dán cái tem này như vậy luôn. Thì phía trên đây á là cái buồng đốt. Buồng đốt của nó được thiết kế trong suốt ha, giúp mình khi quan sát được cái tinh dầu còn lại trong cái buồng đốt á. Còn phía trong á, để mà đốt cháy cái tinh dầu này á, người ta sẽ thiết kế cuộn coil bên trong, thì tùy vào công suất. Đây là một số cuộn coil để mình thay thế khi mà trường hợp mà cái cuộn coil mình nó bị cháy bị đứt á, thì mình lấy cuộn coil nào mình gỡ ra, gỡ buồng đốt ra, mình nhấy cuộn coil vô thay thế. Trên đây là cái đầu hút ha, còn các bạn vặn ở đây nè là giống như là một cái cổng lấy gió ha, lấy gió nhiều, lấy gió hít đó. Đó, khi mình vặn đây là nó sẽ đóng gió lại ha, nó không cho gió vô, mà khi mình mở hết ra thì gió nó vô nhiều nhất. Thì cái này điều chỉnh gió tùy vào cái mức độ của mình hút cho khói nhiều hết vậy. Rồi, đã cái trường hợp mà cái Vape này người ta đem đến mình sửa là cái trường hợp nó bị là mất hiện tượng mất nguồn ha, cái như sạc không vô pin. Đó, nó dùng hai cell pin 18650 ha. Ở đây chân dương á, nó nhét đây nè, rồi dẫn âm ở đây. Khách báo là cái Vape này á, nó không có vô lên nguồn, sạc không vào pin. Thế nên mình cắm thử sạc thôi, mình dùng thử cái cục sạc dự phòng ha. Cái cổng vào của nó là cổng micro USB, mình cắm mà. Nè, check battery nè, kiểm tra pin ha. Tuy nhiên nó báo không vào pin ha. Thế đây mình sẽ tháo ra mình kiểm tra thử coi. Cái màn hình LCD nó vẫn hiển thị, nhưng mà lúc được lúc không. Đây là cái buồng đốt của nó, mình tháo ra nha. Các bạn vặn theo ngược chiều đồng hồ nó ra. À, nó kết nối giữa cái nguồn mạch sạc ở dưới nè, cấp nguồn cho cái nguồn coil để đốt cháy cái tinh dầu bên trong. Đây là cái buồng đốt. Rồi, để mà mở cái thân Vape này ra, mình dạy các bạn cách mở ha. Thì nhiều bạn không biết mở, như các bạn sẽ làm ảnh hưởng đến cái, một là cái nghèm nè, hai là mấy cái mạch rồi dây điện bên trong á. Bên đây á, nó có cái màn hình LCD bên trong nè. Nói chung mở là mở cẩn thận ha.
Trong trường hợp mà cái vape của mình bị vô nước á, thì mình cũng biết cách mở để mình vệ sinh, coi coi bên trong nó thiết kế như thế nào, rồi cách mở ra sao, để mình biết cách để mình đo đạc, mình kiểm tra. Rồi cái phần phía sau cái vape này á, mình thấy sẽ có 4 con ốc ha. Rồi mình tiến hành mình mở nè. Ốc này ốc thiết kế tương tự nhau ha, dùng cái tờ ke thôi. Mình mở ra hết. Tại vì cái vết này người ta đang xài nhưng mà có hiện tượng là sạc không vào pin và xài rất nhanh pin ha. Mình kiểm tra bên trong coi nó có bị vô nước, bị ra ten không. Ốc ở đây mình quan sát ha, nó cũng có phần bị ẩm nước nè, nó có phần màu trắng trắng ở đây nè, và hơi bị reset qua đây. Mình nghi ngờ cái mặt này nên dầm tiến hành mình mở ra, tháo ra. Cái vật dẹp dẹp á, cái cây dẹp dẹp hoặc là cái dù dũng móng tay á, mình nảy lên ha. Ở đây mình quan sát thấy một cái tụ điện ha. Đây tụ nó dính ở đây luôn nè. Để mình xem coi cái tụ này sao nó rớt ra. Tiếp theo các bạn lấy cho mình một cái nhíp. Ở đây có cái lò xo dài á, giữ cái chốt. Đây là hai cái điện cực của nó, B cộng B trừ, để cấp nguồn cho pin á. Thì hai pin này á, nó mắc nối tiếp với nhau ha. Thì điện áp của nó là một cục pin á là 3,7V. Thì hai cục là 7,4V ha. Nếu mà phun đầy á, một cục là 4,2V và hai cục là 8,4V, nó mắc nối tiếp với nhau. Rồi mình tiến hành mình tháo bo mạch ra luôn. Đây trước tiên á, mình tháo hai cái lò xo giữ cái chấu này nè. Bóp lò xo lên, đẩy lên, lôi nó ra. Nó lò xo nó nhét đây nè. Đó. Nó giữ cái chốt này thôi. Nó giữ để cho cái điện cực B cộng B trừ nè, là cái gì điện cực của pin á, nó không bị ấy ha, và nó giữ luôn cái pin, nó không cho xúc sắc cái pin khi mình thao tác, mình di chuyển. Nói chung là không làm cho pin nó lỏng á, nó sẽ cố định nó cứng luôn. Đó. Các bạn nhớ giữ kỹ nha, mấy cái lò xo này dễ thất lạc lắm á. Rồi tiếp theo đây mình đẩy mấy cái chốt của pin lên và mình nhấc cái nắp nhựa ra này. Mình quan sát nè, nó có dấu hiệu bị vô nước ha, bị oxy hóa ra ten cái này nè. Rồi đồng thời á, hai cái pin của mình nó mắc nối tiếp với nhau á, ở đây có cái điểm giữa nè mà mình thấy nó bị đứt luôn nha. Cái này là người ta mở rồi nước sẵn luôn rồi nè, các bạn nhìn thấy cái dấu vết của nó nè, có thể nó bị vô nước, nó bung cái, nó đứt cái đường này nè. Cái đầu của nó, đầu điểm giữa của cái hạt pin á. Rồi tí nữa mình kiểm tra mình hàn lại vào cái chân giữa này. Ở đây mình tiếp tục mình mở luôn. Để khi mình kiểm tra bo.
Đây là 6 con ốc ha. Mấy cái này nó bung ra tí mình hàng lại cũng được nha, cái này về hàng giả. Thì video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mở máy, sửa chữa, đo đạc. Thì các bạn nào có sửa pháp á, hay là mấy bạn thợ có thể xem video của mình tham khảo à. Rồi, ở đây bên hông mình á, sẽ có các bạn thấy là có hai nút bấm ha, đây nè. Tuy nhiên để mà giữ thì nó có cái chốt đây nè. Mình sẽ đập xuống mà lấy cái chốt ra. Đó, mình tiến hành mình tháo ra từ từ, tháo nhẹ nhàng ha. Rồi đây cái màn hình LCD của nó nè. Mình quan sát thấy đây cổng sạc nè. Rồi mình cái chốt của mình á. Ở đây. Một là các bạn tháo chốt ra cũng được, hai là các bạn để nguyên. Ở đây mình chỉ các bạn tháo chốt luôn, các bạn lấy cái cây á, bạn chọt đây nè. Đó, khi tiến hành sửa chữa các bạn phải cẩn thận nha. Làm nói chung là nó dễ. Đó, mình lấy được cái chốt, giữ lại cái chốt đây nè. Cái chốt này khá quan trọng ha. Thì có cái chốt này á, tức lạc nó là không giữ được cái nút bên hông. Đó. Nó nhờ cái chốt này nó giữ cái điểm giữa ở đây nè. Áp vào cái sườn máy ha. Rồi, ở đây các bạn mở nhẹ nhẹ ra. Rồi, để mà tháo vào mạch ra, mình lấy một ít mỡ hàng ha. Mình chích đây nè. Dây điện á, các bạn nên để trên bo luôn nha. Với lại cái thao tác ở đây á, nó hơi khó ha, từ dính linh kiện á. Còn ở đây á, nó dễ. Đây, mình sẽ xả cái hai mối hàng này ra. Cẩn thận cái màn hình LCD nha các bạn. Đó, mình xả món hàng ra thôi. À, đây là cái phần sườn máy mình để giữ nguyên. Rồi để mình quan sát coi nó bị cái gì. Rồi, đã tháo ra bo cái bo mạch ra được rồi. Ở đây mình có thể thay được cái LCD nè. Rồi vệ sinh bo mạch, thay được jack sạc luôn nha. Jack sạc ở đây thì dễ thôi. Cái bo này bo khá dày ha. Nếu mà mình thay jack sạc á, này trực tiếp trên bo á, thì mình ở đây mình có phương pháp là hàng khò ngược á, mình khò ở đây nè, thì mình thay lấy sạc ra dễ dàng. Lúc đầu á, các bạn nhìn quan sát
cái bo này có vẻ ẩm nước ha, lúc đầu mình đã nói rồi. Rồi trên đây nó dính một con tụ, con tụ màu vàng ha. Thế đây mình quan sát coi cái tụ nó nằm ở đâu, rồi sao nó rớt ra. Đây là điểm giữa chân pin nè, jack sạc nè, rồi hai cái nút bên nguồn, hai nút bên hông. Rồi con chở ở trên đây có một con tụ nè, tụ lớn nè. Sửa cái này á, các bạn chú ý quan sát cho mình nha, tại vì cái vớp này á, nó hiện đại hơn mấy cái vớp kia. Nó vừa có màn hình LCD nè, hiển thị nè, mấy con kia có chiếc nó chỉ có đèn báo hoặc là cái gì ấy thôi, chứ không có màn hình hiển thị như này. Mặt điện nó nhiều hơn ha. Rồi mình quan sát được ở đây có một con tụ nữa nè, nó bị thấy, mình thấy nó cái mối hạn này nó bị chóc ra ha, thì vị trí cái con tụ rớt ra ngoài á, đó chính là vị trí ngay dưới đây. Để mình đo xem coi có gì mình hàn lại. Đây mình dùng cái đồng hồ số đi. Thứ nhất là mình kiểm tra thông mạch ha, đo điện trở, điện trở coi chỗ này có bị rò rỉ không, tại vì nó có dấu hiệu ẩm nước. Đây vị trí này, vị trí rớt con tụ ở đây nè, mình sẽ đo. Ok, vậy là cái đường này ok ha, nó không bị chạm. Rồi mình tiến hành mình đo cái con tụ này thôi, nó bị chạm hay không. Thấy cái dấu hiệu nó bị oxy hóa, rô ten ra ten á. Hai cái đầu đèn, hai cái đầu của tụ á, thấy đen thui à. À, cái con tụ này á, mình đo thấy có cái dấu hiệu bị rò rỉ ha, bị chạm tụ á. Vậy là cái con tụ này nó vô nước nó rớt ra ngoài luôn nè, hư rồi. Đo hai đầu nó thông nhau luôn. Cái tụ này giờ mình tiến hành mình thay thế ha, hoặc là các bạn có thể bỏ, dục bỏ cũng được, không vấn đề gì á, tại vì hai đầu của nó chạm nhau rồi, bỏ luôn nè. Còn cái con tụ bên đây á thì mình đo thấy là hai con tụ này mắc song song với nhau ha, mà cái tụ này nó không bị rò rỉ nè, nó không bị chạm ha. Còn cái tụ này á nó chạm, nên mình đo hai cái đầu á nó thông nhau luôn. Ok, làm rõ con tụ nó luôn. Rồi đối với cái mạch này giờ mình bước đây này nè. Rồi cái điện cực bên đây á thì mình hàn lại thôi, nói chung cũng khá dễ ha. Rồi mình tiến hành mình cho mục đích mở hàng đi, mình hàn lại điện cực với mình hàn lại cái dây điện bên đây, cái điểm giữa của hai cục pin á.
rồi mình vuốt chân lại thôi. Ok, mình hàn cái chân pin vô. Các bạn lưu ý nha, với cái bo mạch này mình thấy mà trường hợp mà nó bị ra ten á, mình lấy R7 nè, bạn xịt cho mình, xịt ngoài ngâm ha, ngay chắc sạc nè, thấy nó bị oxy hóa. Vệ sinh hết cho mình nha. Rồi, cái phần bên hông cái này nè, trường hợp nó cũng dơ, bị oxy hóa thì các bạn cào sơ cho mình, vệ sinh lại. Rất là ghê ha. Thì cái bếp này chắc nó bị ẩm nước vô mưa, nước nó vô nhiễu cái đây nè. Ta lấy bàn chải mình chà vệ sinh lại. Ở đây lấy R7 xịt vô luôn nha. Các bạn lưu ý nè, tránh xịt vô cái LCD này nha, mất công nó có đốm nước bên trong á, hoặc là nó hư LCD ha. Cẩn thận cho mình, làm nói chung cũng dễ thôi, nhưng mà mình cẩn thận một xíu là ok. Như vậy là bo mạch này mình thấy là ổn rồi, xịt R7 vô là ok, tốt. Rồi tiếp theo đây mình hàn cái chân dương của pin đây, phần cổng ở đây nè. Đây, cái phần tiếp xúc đây nè, mình cạo sơ qua tí cho nó xước để mình dễ ăn chì á. Cho một xíu mở hàng ha. Rồi mình lấy cái chì á, mình xì lên. Ok, rồi mình tiến hành mình hàn cho thôi. Cái chỗ hôm nãy bị gãy á, sắt trên cái đầu được rồi. Rồi các bạn giữ luôn nha. Nha, khá dễ dàng. Đây là hai chân pin nãy, chân cộng chân trừ ha. Rồi tiếp đây mình hàn vô cái dây này bị đứt nè. Có dấu hiệu oxy hóa, bị đứt chân rồi, mình cạo cái phần này đi. Rồi cái phần điểm giữa bởi cậu đây, thì chắc bị vô nước đó, nó bị đứt cái đường chỗ giữa chỗ này nè. Mình xi chì mình hàn lại luôn nha.
ra món này lên nhẹ nhẹ. Đó. Các bạn thấy không? Nó lòi cái má động đây nè. Mình cào cho nó xước một xíu thôi. Rồi mình lấy chì mình xi vô nha. Để mình hàn cái dây đồng lên. Thì cái này á, có thể là nước nó vô này nó gãy gãy, nó bị gãy trước luôn rồi. Để mà hàn cho nó không chảy á, tại vì ở đây là nhựa nè. Mình lấy một cái miếng kim loại á, mình lót ở đây nè. Để nó hàn không ảnh hưởng vô nha. Nếu mà trường hợp mà các bạn mà không là các bạn khi mà chấm mỡ hàn vô đây á, là nó nóng chảy cái phần nhựa ở đây nè. Rồi mình cho ít mỡ hàn đi. Mình xi chỉ đây. Làm nói chung làm cẩn thận, không ảnh hưởng gì hết. Là ok. Thấy bị đứt điểm giữa ha. Thấy không? Ở đây dính cục chì nè. Đó. Nhưng mà nó không bị nóng chảy ha, nó không bị chạm vô cái phần nhựa ở đây. Rồi mình kiểm tra kỹ toàn bộ lại coi nó còn bị vấn đề gì nữa không. Nói chung sửa cái vết này cũng dễ ha. Báo sạc ha. Check battery à, kiểm tra pin. Thì lúc nãy nó cũng báo check battery luôn. Là chắc nó bị đứt cái đường này nè. Rồi đây thì mình tiến hành ráp vô lại thôi. Mình lấy cái phần sườn máy á, mình ráp vô. Hai bên hông này, hai cái nút bấm bên hông nha. Đó. Mình ráp sao cho hai cái nút này vô đây rồi. Đồng thời mình hàn lại hai cái phần đấu với cái bồn đốt này nè, cấp nguồn cho bồn đốt. Đây dương dâm đây. Chúng hàng cũng dễ. Các bạn kiểm tra. Tháo ra bo ra vệ sinh rồi kiểm tra coi đo đạc coi trong trường hợp mà nó có phát hiện hư hỏng gì á hay thay jack sạc á mà tiến hành là sửa chữa cũng dễ ha. Đó, xong rồi. À, hai phần này nè. Cấp nguồn cho cái đầu bồn đốt. Đó, nó ăn hai phần điện cực âm dương cái này nè. Nó sẽ cấp cho cuộn coil của mình á, thì mình hút vô bấm nút nguồn á thì nó hoạt động ha. Rồi tiếp theo á thì mình chỉ cần bắt ốc cho thôi. Rồi kiểm tra bao mạch nè. Gá cho cái ngàm của nó giữ lại. Rồi mấy cái chốt đây nè. Ok hết ha. Nói trong trường hợp mà nó dơ quá các bạn dùng xăng rửa bo hoặc là R7 á, mình vệ sinh lại xíu là ok, xong. Không vấn đề gì cả. Chú ý là đừng vô nước ra ten là được. Rồi cái phần này mình ốp lại thôi. LCD á mình lau lại cho nó sạch ha. Trong quá trình mà các bạn mà làm có vân tay á, mình lau sơ cho sạch nhẹ thôi ở trên phần trên bớt bụi. Mặt kính này cũng vậy.
nói chung sửa chữa cho người ta xong á, mình cũng vệ sinh lại cái máy xíu cho người ta ha. Nhiều khi á, các bạn xài các bạn không để ý á, nó vô nước rồi nó ẩm mốc, nó bụi bặm trong đó. Nên mình vừa làm sửa sửa xong á, thì mình vệ sinh lại luôn. Đó, ok ha. Rồi, mình chỉ cần bắt ốc thôi. Mình ốc ốc chéo trước nha. Đây, một con bên đây á, thì mình chéo qua đây nè. Tại vì nó có 6 con ốc á, đối xứng nhau. Rồi cái này mình phải tháo ra, mình kiểm tra bo. Rồi còn cái này thấy linh kiện nó rớt ra ngoài á, mình kiểm tra coi vị trí của nó coi cái con tụ đó nó có quan trọng hay không ha. Thì thông thường mình thấy rớt tụ á, mình hàng vô mình, nhưng mà mình kiểm tra coi nó có bị thông hay không ha, nó bị chạm chập hay không ha. Trong mà trường hợp nó chập á, mình bỏ luôn nha, không cần phải ấy. Tại vì hôm nay mình thấy nguyên cái hàng nó là ba con tụ á, nó mắc song song với nhau, nhưng mà trong đó một con á, con giữa là nó không bị chạm ha, cái con kế bên nó bị chạm, giờ nó rớt ra bên ngoài nè. Con này mình tiến hành bỏ luôn. Rồi còn hai con giữa, thì đây là cái video hướng dẫn các bạn trong trường hợp mà các bạn muốn sửa vớp á mà không biết cách mở, không biết cách kiểm tra, thì các bạn cứ để lại comment cho video của mình á. Mình hướng dẫn các bạn cách sửa chữa. Rồi, ở đây 6 con ốc á, mình bắt lại ok. Tiếp theo á, cái nút nguồn, cái nút bên hông nè. Úp. Ở đây mình bỏ đây nè. Rồi, bấm á, phải nảy ha. Nảy hai bên. Rồi, để mà giữ được cái này á, nó có cái chốt đây nè, hôm nay chốt ra. Rồi nhét vô. Rồi mình đẩy xuống. Là cái nút nguồn bên hông nè, nút bên hông nè nó không bị rớt ra ha. Tại vì nó có chốt này nó giữ rồi. Ok. Rồi tiếp theo mình chỉ cần hàn lại cái dây bị đứt thôi. Lúc nãy mình có xi chỗ này rồi. Mình đo cái dây coi, nó vừa, chắc vừa, không cần phải nối thêm cho đâu. Đây mình dùng cái lưỡi lam nhỏ nhỏ. Mình chặn chỗ này, để không cho nhiệt á. Nhiệt tại vì nó vô cái lưỡi lam á, nó không có xuyên qua bên cái phần mà nhựa ở đây ha, nó bị lủng lồng, bị lủng nhựa. Rồi cho một ít mỡ hàng đây. Đó, mình hàn vô cái chỗ phần hôm nay bị đứt nè. Rồi xong ha, khá dễ ha. Rồi các bạn chờ cho nó khô xíu. Chờ cho nó khô xíu. Cái chì của mình nó nguội á, nó sẽ nó cứng lại ha. Rồi mình úp lại mình ráp này thôi. Đây. Cái phần dây nãy bị đứt á, cái điểm giữa của nó nè. Mình đã hàn lại rồi nha. Rồi mình thả dây vô trong đó, mình gài mình ướm làm sao à, cho nó vừa, nó rít sát vô nhau, nó không bị cấn bị vướng. Bẻ mấy cái chân điện cực này vô này, bọc sát chưa.
Ok. Rồi mình lấy ốc á, mình gắn hai này trước, định vị cho cái khi mà nhét sim pin vô á, nó cố định ha. Mấy cái ốc bật ốc này nó chế tạo là giống như nhau, cùng cỡ cùng máy luôn nha, nên các bạn không cần có ốc dài ốc ngắn đâu. Vậy đã xong rồi bên hông nè. Ok, cắm ok lên nguồn nha. Rồi tiếp theo á, mình gắn mấy cái chấu này nè, gài lại cẩn thận á, coi chừng nó bay cái lò xo cũng mệt lắm nha. Đây cách làm dễ nhất á, là thứ nhất á, mình nhét cái lò xo vô cái chốt này nè, đây nè, bung ra nha, mình nhét vô đây, giữ xong rồi mình lấy cái tay á, mình bóp vô luôn, tại vì dùng nhíp á, nó hơi khó, mình bóp vô mình đẩy vô luôn. Gà 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 nó giữ rồi, tại vì nhiều bạn á, thao tác không thuận tiện á, không quen nhíp á, gà vô nó khó ha, nó dùng tay làm cũng được dễ đó, mình nhét vô thôi rồi mình bóp mình đẩy vô luôn. Đó, sau khi nhét vô mình được như thế này nha, vậy là xong rồi. Rồi cái phần nắp trên nè, nó giữ nè, bóp cho nó sát vô. Rồi hai pin này á, để mình kiểm tra thử coi. Kiểm tra pin thì mình bật cái đèn FPT ha. Đo cái đèn áp pin coi. Nhiều khi nó bị pin hư, nó quá bị não luôn. Rồi pin này không vô nữa rồi, pin này cạn rồi, để tí mình kích thôi thôi, không vô nữa. Hai cục pin của nó nè, rồi một cái là được 1,4 V, một cái không vô. Mình lấy thấy cái bộ nguồn mình kích thử coi. Áp mình vặn khoảng 3 V thôi nha. Kích pin coi nó được không? Nếu mà hư mình thay luôn ha. Thì BB xe pin này 18650. Ở chợ Nhật Tảo nó bán nhiều lắm. Đây đúng cái xe pin này nè. Rồi không có tác động gì đâu nha. Kim vọng nó không lên luôn. Cục này hư nha. Còn cái cục này á, nó mình thấy nó còn nhích nè, là ok kích được. Rồi không vô nào, hôm nay không vô, nó không tác động gì luôn nè, hư rồi, hay luôn.
Rồi để cho nhanh đó, mình lấy hai cục xe pin 18650 của mình đó, mình test trước. Đây dương âm nè, dương ở trên ha, âm dương đây. Đó, nó lên nguồn nha. Như vậy là hai pin này nó hư rồi. Mình thay cục pin khác nha. Nè. Cái điều chỉnh được công suất 33,9W nè. 74. Nói như vậy ở đây mình tăng giảm được công suất của buồng đốt ha. Chính xác là công suất để mà đốt cháy cuộn coi. Đây là cái cuộn coi, trong trường hợp mà hư hỏng quá mình có thể mình lấy ra mình thay nha. Thì cuộn coi này được thiết kế trong cái buồng đốt nè. Thì mình nói lại á, là buồng đốt nó gồm có cuộn coi và tinh dầu ha, có cái bông thấm ở đây nè. Yêu cầu của mình á là cái bông của mình á hoặc cái giấy thấm á là phải thấm tinh dầu nha. Trong trường hợp mà có cấp nguồn vô á mà cái bông thấm hoặc giấy dầu á mà nó không có thấm được tinh dầu á, nó chỉ cháy ha, mình bắt buộc phải thay mới nha. Hai này, hai đây là cái lỗ điều chỉnh gió nè, lỗ gió ha. Rồi còn muốn châm tinh dầu á, các bạn vặn cái nắp trên ra đó, thấy không? Đó, hai cái lỗ này nè để châm tinh dầu ha, lỗ hai, lỗ hai bên đó. Mình lấy cái chai tinh dầu của mình nhỏ vào đây là sao cho tinh dầu của mình á nó khoảng một nửa trở lên ha. Các bạn đã trung bình thôi chứ đừng có nhiều quá, nhiều quá nhiều khi mình nghiêng nghiêng cái là nó nghiêng cái buồng đốt này nè là nó đổ tinh dầu ra ngoài á. Cái tinh dầu của mình khá thơm ha. Đó, mình để mức trung bình thôi, khoảng là 10% thôi. Vậy là xong. Đây điều chỉnh công suất nè, điện trở là 0.4 ohm nè, báo điện trở luôn ha. Không phải 44 ohm. Và làm video này mình đã hướng dẫn các bạn cái cách sửa vép Snowwolf. Cái máy này á thì lúc đầu á nó bị khách báo là bị mất nguồn ha, và sạc không vào. Thì sau đó mình đã kiểm tra cái bo mạch nào thấy ok nè, nó bị đứt cái dây chính giữa của cục pin á. Và mình ở đây hai cục pin của nó thì có cục pin còn lên kích được, còn cái pin nào không volt rồi mình thấy mình bỏ, mình thay cho hai cục pin khác cho khách luôn. Rồi nói chung sửa chữa kiểm tra cũng dễ ha, không có vấn đề gì cả. Video này đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn ý kiến thắc mắc gì các bạn để lại comment dưới video, mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video của kế tiếp của mình. Chào các bạn. Còn các bạn nào mà muốn sửa pháp luôn á, để lại comment dưới video mình cho mình luôn nha. Ở đây mình có một số linh kiện mà thay luôn. Cuộn coi này có luôn nè, có sẵn luôn.